Tiếp tục bài 31 giải phương trình 2 cos bình phương x cộng cho 11 cos x bằng -5. X lớn hơn hoặc bằng 0 radian, nhỏ hơn hoặc bằng 2 pi radian. Ở đây người ta cho x chạy trong cái vòng tròn đầu tiên theo chiều dương. Để giải bài này ta chuyển -5 sang phía bên tay trái là cộng 5. Vậy phương trình ghi lại như sau. 2 cos bình phương x cộng cho 11 cos x cộng 5 bằng 0 sau khi ta chuyển -5 sang phía bên tay trái là cộng 5. Và ta có thể phân tích cái phương trình bậc 2 này bằng cách rút gọn thừa số. Để rút gọn thừa số, ta phân tích cái 11 cos x thành 10 cos x cộng cho cos x. Vậy phương trình tương đương với 2 cos bình phương x cộng cho 10 cos x cộng cho cos x cộng cho 5 bằng 0. Vì 10 cos x cộng cho cos x bằng 11 cos x. Và nhận xét ta thấy số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai đều có giống nhau là 2 ở trong đây 10 chia cho 2 được 5 đúng không? 2 và 2 và cos giống nhau. Vậy ta lấy 2 cos ra làm thừa số chung, phương trình tương đương với 2 cos nhân cho cos x cộng 5. Và ta còn dư lại là cos x cộng 5, ta ghi lại cos x cộng 5 và bằng 0. Nhận xét ta lại thấy số hạng thứ nhất có cos x cộng 5 giống cos x cộng 5. Vậy ta lấy cos x cộng 5 ra làm thừa số chung, ta được là 2 cos x cộng 1 nhân cho cos x cộng 5 bằng 0. Để tương đương nha, mình tương đương. Và các bạn nào muốn hiểu thêm cách phân tích này thì mình có thể xem cái phần giải phương trình bậc 2 bằng phương pháp nhẩm. Mình search cái đó trong cái phần giải phương trình bậc 2 bằng phương pháp nhẩm thì các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ học thêm và giúp các bạn làm từ phần thứ nhất, phương trình thứ nhất sang phương trình thứ tư nhanh hơn. Đến đây ta thấy đây là phương trình tích, nghĩa là 2 cos x cộng 1 nhân cho cos x cộng 5 bằng 0. Vậy một trong hai số phải bằng 0, số thứ nhất phải bằng 0 là 2 cos x cộng 1 phải bằng 0, hay số thứ hai phải bằng 0 nghĩa là cos x cộng 5 phải bằng 0. Vậy suy ra ta được 2 cos x cộng 1 phải bằng 0 hay cos x cộng 5 phải bằng 0. Ở đây ta thấy ta có hai phương trình. Phương trình thứ nhất là 2 cos x cộng 1 bằng 0 và phương trình thứ hai là cos x cộng 5 bằng 0. Vậy ta giải phương trình thứ nhất trước là 2 cos x cộng 1 bằng 0. Ta chuyển cộng 1 sang phía bên tay phải là -1 và chia 2 vế cho 2. Vậy suy ra ta được cos x bằng -1/2. Cos x bằng -1/2 thì x bằng bao nhiêu radian? Ở đây người ta cho mình radian thì mình phải trả lời là radian. Vậy mình vẽ vòng tròn lượng giác ra. Các bạn nào thuộc rồi thì dễ rồi, các bạn nào chưa thuộc thì xem mình vẽ ra nha. Và các bạn nào thuộc rồi thì kiên nhẫn một tí xíu, đừng nóng tính, và để cho các bạn nào chưa quen nhé. Rồi, mình vẽ vòng tròn lượng giác ra theo radian. Đây là vòng tròn lượng giác được vẽ ra theo radian. Tại sao gọi là vòng tròn lượng giác vẽ theo radian? Thì vì ở đây là 0 radian, 1/4 vòng tròn là π/2 radian, nửa vòng tròn là π radian, 3/4 vòng tròn là 3π/2 radian và đầy đủ một vòng tròn là 2π radian. Tại vị trí này là giao điểm của sin và cos tại 0 và cũng là tâm của vòng tròn, và bán kính của vòng tròn là 1 đơn vị. Và người ta chia một vòng tròn là 2π thành 12 phần. Như vậy, mỗi phần là π/6 hay là nửa vòng tròn. Chia thành 6 phần, mỗi phần là π/6. Vậy ta chia ra như sau. Chia thành 12 phần cho một vòng tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How are you? One second. 12 phần, mỗi phần là π/6. Đợi một chút xíu nha, mình quằn lại. Có khách chưa? Ok, sorry các bạn nha. Trở lại với bài tiếp tục. Người ta cũng chia vòng tròn là 2π thành 8 phần. Mỗi phần là π/4. Như vậy mình chia ra như sau. Đây. Đây là 1π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, 8π/4. Chia thành 8 phần, mỗi phần là π/4. Đó là những góc đặc biệt nha. Các bạn có thể đơn giản cũng được. 2π/4 là π/2 cũng được, nhưng mà cứ đọc cho nó quen đi. 1π/4, 2π/4. Như vậy, đó là những góc đặc biệt. Và những giá trị đặc biệt của nó là cộng trừ 1/2,
cộng trừ căn 2 trên 2, cộng trừ căn 3 trên 2. Như vậy, trừ 1 phần 2 là giá trị đặc biệt nằm ở phần âm của trục cos. Vậy mình vẽ giá trị trừ 1 phần 2 ra. Đây là giá trị trừ 1 phần 2. Và tại đầu mũi tên mình vẽ vuông góc với đầu mũi tên đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm. Ta có cái góc nó, này là góc bao nhiêu nha các bạn. Tính từ 0 cho đến đường màu vàng đi về tâm. Mình đọc nè. 1 pi trên 6, 2 pi trên 6, 3 pi trên 6, 4 pi trên 6, 4 pi trên 6 tức là 2 pi trên 3. Tại vì mình chia vòng tròn 12 phần, chia vòng tròn thành 12 phần thì mỗi phần là 1 pi trên 6, đúng không? 1 pi trên 6, 2 pi trên 6, 3 pi trên 6, 4 pi trên 6. Mình cứ đọc như vậy theo thứ tự 1 2 3 4, sau đó mình mới đơn giản, 4 pi trên 6 tức là 2 pi trên 3. Vậy ta được góc của nó là 2 pi trên 3. Kế đến, cũng tại đầu mũi tên, vẽ vuông góc với đầu mũi tên, đụng phải vòng tròn lượng giác và đi về tâm. Ta có cái góc thứ hai tính từ 0 cho đến đường màu vàng đi về tâm. Rồi mình đếm tiếp tục nha. Góc này bằng bao nhiêu? Đây là 4 pi trên 6 đúng không? Đọc lại cho các bạn dễ nhớ nè. 1 pi trên 6, 2 pi trên 6, 3 pi trên 6, 4 pi trên 6, 5 pi trên 6, 6 pi trên 6, 7 pi trên 6, 8 pi trên 6. Đây là 8 pi trên 6. Các bạn đơn giản thành 4 pi trên 3. Mình đơn giản tử và mẫu cho 2, ta được 4 pi trên 3. Vậy cos x bằng trừ 1 phần 2 suy ra x bằng 2 pi trên 3 và x bằng 4 pi trên 3. Mình có hai nghiệm. Đó là phương trình thứ nhất, 2 cos x cộng 1 bằng 0. Còn phương trình thứ hai, cos x cộng 5 bằng 0. Mình giải cos x cộng 5 bằng 0, chuyển cộng 5 sang phía bên tay phải là trừ 5. Vậy phương trình tương đương với cos x bằng trừ 5. Cos x bằng trừ 5 nó nhỏ hơn trừ 1, đúng không? Cos x chỉ được chạy trong khoảng từ trừ 1 đến 1 thôi, trong khoảng này thôi. Nhưng mà trừ 5 thì nó nằm ở ngoài cái khoảng này. Như vậy nó nằm ở đâu đây nè? Xa nữa, 5 đơn vị theo chiều âm. Như vậy mình loại. Bài này là bài vô nghiệm. Phương trình nó vô nghiệm nên mình loại ra. Vậy tóm lại, cái phương trình 2 cos bình phương x cộng cho 11 cos x bằng trừ 5, ta có hai nghiệm là 2 pi trên 3 và 4 pi trên 3. Vậy đến đây ta đã giải xong bài 31 theo radian. Rồi hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp.